ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមសៀវភៅ New Headway Beginner Student Book Fourth Edition Page 37គឺទំព័រ57ចឹងវីដេអូនេះយើងសិក្សាទៅលើទំព័រទី57ឃើញនេះគឺជារូបរាងនៃទំព័រទី57ឃើញយើងមានចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនមានចំនួន6ចំណុចឃើញណាគឺ6ចំណុចគេឡើយយើងបន្តមកចំណុចដំបូងគេគឺចំណុចទី1នេះគឺចំណងជើងនៃទំព័រសៀវភៅនេះគេដាក់ថា Robert's Living Room គេគឺនិយាយអំពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់លោក Robert គេហើយគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ DX និង DA គេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅ Robert's Living Room គេណា Robert's Living Room DX and DA គេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគេ readTypescript 8.3 ចំណុច 18.3 Read and listen to Robert describing his living room អញ្ចឹងគេឲ្យយើងអានហើយនឹងស្ដាប់លោក Robert ពិពណ៌នាអំពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់គាត់ Complete his description បំពេញនៅការពិពណ៌នារបស់គាត់គេខ្ញុំសូមបង្ហាញលើពាក្យ2គឺយើងអានថា describing okay. describing យើងប្រែថាការពិពណ៌នាទៅពេល description description នេះក៏ការពិពណ៌នាដូចគ្នានេះវាមកពី verb time ing ដល់នេះវាទៅជា noun មកវាតែម្ដងគេដែលសារតេតងនឹងការបំពេញអញ្ចឹងចំណុចស្ដាប់ 8.3 ខ្ញុំសូមទៅខាងក្រោយតែម្ដងគឺទៅដល់ចំណុចស្ដាប់ 8.3 ហើយអ្នកដែលមានសៀវភៅទៅមើលហើយយកបំពេញខ្លួនឯងមកគេគឺ my living room isn't very bigBut I think it's great. There's an old sofa and there are two armchairs. There's a table with a TV and a DVD player on it. There's also a PlayStation. I love all the games. There are some books and there are a lot of pictures and posters on the walls. There are two lamps. My room's not very tidy, but...It's really comfortable. Okay, ចឹងយើងចាប់ដើមបន្តមកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំ My living room បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំ isn't very big មិនធំពេកទេ very ណាស់ឬក៏ពេកហ្នឹង But I think ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា it's great វាគឺអស្ចារ្យបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំវាមិនធំពេកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺអស្ចារ្យឬក៏វាគឺស្អាតគេក្រេបណាយើងកុំដល់ថាអស្ចារ្យយើងប្រែឲ្យស្អាតទៅបាទណា There's an old sofa and there are two armchairs មានសាឡុងចាស់មួយហើយនឹងមានកៅអីមានភ្នាក់ដៃពីរ There's a table with a TV and a DVD player on it មានតុមួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ហើយនឹង DVD player ឬក៏ម៉ាស៊ីនចាក់ DVD នៅលើវាThere's also a PlayStation. ហើយក៏មាន PlayStation ផងដែរ Okay, PlayStation នេះតាមខ្ញុំសង្កេតមើលវាគឺចង់ផ្ដោតនៅទៅលើប្រភេទដៃហ្គេមឧបករណ៍លេងហ្គេមគឺ PlayStation ពេលចាំយើងអត់ប្រើទេយើងប្រើ PlayStation ហ្នឹងឯង Okay, ហើយក៏មាន PlayStation មួយផងដែរ I love all the game ខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្គេមទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្គេមខ្ញុំចូលចិត្តគ្រប់ហ្គេម There are some booksAnd there are a lot of pictures and posters on the walls. មានសៀវភៅមួយចំនួនហើយនឹងមានរូបភាពជាច្រើនហើយនឹង poster បិទជាប់នៅលើជញ្ជាំង walls ជញ្ជាំង There are two lamps មានអំពូលពីរ My room's not very tidy but it's very comfortable. បន្ទប់របស់ខ្ញុំវាមិនធំទូលាយពេកទេក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាមានផាសុកភាពខ្លាំងណាស់comfortable pass up okay ចំណុច 18.3 យើងជាប់ឥឡូវយើងបន្តសកម្មភាពទី1គឺជាប់ហើយបន្តមកសកម្មភាពទី2សកម្មភាពទី2គឺនេះណា talk about Robert living room okay នេះ talk about Robert's living room ជជែកគ្នាអំពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ Robert okay អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគេជជែកគ្នាដែលគេឲ្យវត្ថុមកហើយគេឲ្យជាគំរូ This an old sofa មានសាឡុងមួយ There are two armchairs មានកៅអីមានភ្នាក់ដៃពីរអញ្ចឹងវត្ថុដែលគេឲ្យយើងជួយទៅជជែកគ្នាមាន a sofa សាឡុងមួយ
an armchair. Okay, apply this. Armchairs. Okay, this is the same thing. Okay, that's an normal thing. Armchairs. Okay, I'm going to die. A DVD player, machine chat DVD, a table, tok mui, books, super, lamps, ampoule, posters, poster, PlayStation, play game, rước ổng có lên game. Poster, nhưng phải là poster, nó phải cả đặt bật chọn riêng, thống thống. Ok, okay nhưng sẽ cảm ơn phép bộ bọn này riêng đấy. À lâu dừng mình tỏ mà chúng mình tìm bày, cứ listen and repeat the question and answers. Okay. Snap. Hai nâng thả tam nơi xùm nú hay nâng thầm lợi. Ok, chứ dừng chắc là mớ xùm nú. Is there a sofa? Ta mên giờ lòng mùi đây đấy. Yes, there is. Bà rừng có chá mên. Is there a desk? Ta mên tọc mùi đây đấy. No, there isn't. Tê mình mên đấy. Are there any armchairs? Ta mên cái ấy mên phải đầy khlạc là đầy tế. Yes, there are. Bà mên. Are there any photographs? Ta mên rụt thọt khlạc là đầy tế. No, there aren't. Tê mình mên tê. Chúng mình hiện tại bấy chọc hai lời đó practice them with a partner. Anh vọt phụ viên chúng mình đang đại cứu grammar spot. Okay. Chúng này về dịch cỏ. Okay. Chắc là khẳng lời mình gọi anh vọt đại cứu và lấy cho đó một chúng này tiếp cứ chúng này về dịch cỏ. Complete the sentences. Cho bằng pinh bây giờ. Positive. There's a sofa. Okay. Chẳng. There's a sofa. Chúng này là there. Chúng này cứ à. Chẳng. There are two armchairs. Mình gọi mình gọi mình gọi đại bí. Chúng tôi xung nụ với những bài. À, is. Nó là sao? Is there a TV? Chẳng is there a TV? Are there any pictures? Chúng tôi negative vậy. There isn't a computer. Cái mình mình computer thế. Chúng tôi mới tiếp cứ there aren't any photographs. Mình mình rụt thọt khắc lạc đấy. Chúng hiện tí bay rồi bà mình chọc. Lời dừng mình to màu chúng hiện tí buồn. Chúng hiện tí buồn cái ai dừng ask and answer question about robots living room. Su hai nâng chlai xùm nô âm phi bình tục tụ tụp như rô bà rô bớt. Chẳng dân miền ở TV, tụ tụ tụ, photographs, rụt thọt, ở desktop, ở telephone, tụ rô sạp, lamps, âm phu, là DVD player, ở bà co, chạc đần trai, DVD, ở PlayStation, đài game, magazines, tụ xin nà bà đây. Kể chẳng rô bà thọt đài miền ớt miền hà miền mùi, ớt ớt miền tràn, nhưng ghi chìa cầm rù. Bà thọt đài miền mùi, is there TV? Ta miền tụ tụ đấy, yes, there is, bà rưu chá miền. Chẳng phụ bà thọt miền tràn, nhưng thật lâu xùm nô thạ. Are there any photographs? No, they aren't. They mình miền tây. Ok, nâng sắp ta chìa, sắp ca mập hiệp ở nơi đi khá nê. Ở lâu dương bàn to mong chùm hiền tì pram. Look again at Robert's living room. Mơ tư cà mạng tục tụ tụ như rô bà Robert mà đoàn tiết. Is it tidy? Ta vì thông nơi đấy. Listen to Robert talking to his mother. Đạp lộp Robert đâm bây thuở ca cho chê tới căn mà đài Robert cót. Okay. Look at Robert's living room. Look again at Robert's living room. Mơ bằng tục 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 như Robert mà xa thì is it tidy? Ta vì xa đây thế. Ở xong, ở trên sài nhé, chẳng phụ tidy khẳng lờ mấy nhưng bà thông nào mà nhé, thông lắm như thế. Nhưng đầu tiên dùng bà thật xa bà để khi được gọi rồi, rồi mình dùng đập thật nó. Listen to Robert talking to his mother. Okay, just love Robert. Cho chơi cái này cho mùi nhưng mà đài rồi bỏ qua. Okay, one, xong nuôi cái xu thì mùi. What thing in his flat does she ask about? Ta mê bật thuộc ở vầy khá. Nơi khi nông tiết là vầy rồi bỏ qua. Đài niên màn xu ổng bì. Two, what are her questions? Ta niên miên xong nuôi vầy khá. Three, when does she want to leave to visit? Ta niên chọn tới tu sân ăn ở bài nà. Okay. Look at tape script 8.5. Mô chấm nội sạch đập. Prom bay chạch pram on page 17 nơi tùm bộ mô đập prom bell break to the conversation with the partner. At no what cách xong tên này chú mùi nâng đại cư. Kể chá ngờ môn nâng mơ. Kể ai dân tùm mơ prom bay chạch pram. Chá nhân tùm mơ prom bay chạch pram tên ngọt này. Kể. Nhi cứ prom bay chạch pram. Robert and his mom. Mà đại rồi bỏ quát hai nâng mạ rồi bỏ quát. Ok, ó đầm năng ai Robert, ấm đầm năng ai mắm, cứ mà. Hi mắm, xuống đây mà. Robert, how are you? Robert, ta con sao ta bài thế? How's the new flat? Ta thầm mây, rồi bọc con nhận mạch đá. It's great mắm, ok, vì ở chá ra mà. I love it, khi nhầm giả lành vế. It's really comfortable, vì bị ở chá mình tên. And tidy, hay deploy ớt, cứ sát bà đấy. Và bà, đặt trầm năng đấy. So tell me about it. Chẳng là bạp mạng tỉnh mới không bị về. Is there a nice sofa? Ta mê là salon xa. Đại đấy.
web. This is an old server, but it's okay. But mean salon chat mui dai. Co ban tai ve co nu ai prai ban nu co nu lo nu prai cat okay. And there any chairs? Ta mean co ai khac lai. Just a cough. But mean ta ma. There are chairs. Mean co ai khac dai. There are two big armchairs. Okay. Mean co ai thom chum nuon pi. Mean cái ấy nè, mean nè, đại thông chúng luôn. Pi, good and a TV is there TV. Oh, ai cho tu mình, ta mean tu thế. Ok, chứ những mình tò mò tiếp. Oh yes, there is a bad mean mà. The TV is really big. Tu được tu cứ thông nè. And I have a DVD player and PlayStation and ok. Hãy khi mean DVD player, hai nè đại game, hai nè a PlayStation. Why? Đại game. Hai rồi. Mom, I love playing games. Mà, nhóm chủ chết cả lên game. Okay. Chẳng okay dừng thật bài chào nữa. Okay. So is there a desk? Chẳng miền tộc tì. There is no desk in the living room, but there's one in the bedroom. Mình miền tộc nơi khả nông bật tục tụ như thế. Có bàn tay miền mùi đây nơi khả nông bật tục kệ. Good, lỏ. Now, are there any pictures on the wall? I like, ta miền rụp hiếp nơi lên chiêng đi. Any photograph of your family? Rook thought. Clackla, robot cruiser, banana. Well, in the living room, there are my poster of New York and Sydney, but there aren't any photographs. They're all in my bedroom. But poster robot nhóm. That was no decorum New York. Hi, no decorum Sydney. Coventai, men mean rook thought. Clackla, no day. Bộ vé cứ nơi nông mình tục kèm bọc nhau mẹ nó. Ok, now your father and I want to see this flat. Can we visit next? Ok, I like a book by young, hay, sorry. A book rồi bà nè, hai nâng khá nhóm, hai nâng mạ nâng. A book rồi bà nè, hai nâng mạ. Chọn từ chụp. Ok, chọn từ khơi, nhìn bà khơi. Chọn từ khơi, tức là về nhìn. Can we visit next? Ta dân ai từ lên nơi, ok, nịch. Nịch nhìn, ta biết lên, ta bùng bình ấy mũi bà gọt dễ toán. Visit Malay nhé. Okay. Cần rong thai em tới sắp tại mìa or Robert gọi cắt và sàn đi chắc đặt lại nhé. Visit Malay mến. You want to visit? Ta mạ trong Malay mến rứ? Yes. Mấy này. We are free next weekend. Okay. Phụ dân tùm nè nè sắp đà cả rồi. Chẳng cầm nòn mấy cái chọn gì next weekend nhé. Can we come? Ta dân à màu bà nè được từ bà nè. Next weekend. Sắp đà cả rồi. Sorry mam. Xong tốt mà. I think nhầm cực thà. โอเคจังกิจสนทนานี้ดัดตรําหนึ่งโอเคจังจํานวน Okay, from when you have work with a partner, for car to mean like go describe your living room. For car people on air, and I've been talked to you about air. Chicken row in my living room, there's a okay, there are lots of okay, jungle. What to move your pride is what to young pride are okay. Tempo T has a pram P. Okay, tempo T has a pram P. Nickel so chop the panel so. អភិទោសផងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងជាពិសេសគឺពាក្យថៃឌីមិញគឺខ្ញុំប្រែផាំងឡើថាធំតែពិតគឺយើងប្រែមកថារៀបរយប្រណិតស្អាតប្រណិតអីទេបាទអរគុណសូមជួយ Subscribe ចំពោះអ្នកដែលបន្តបានសាប់ស្ក្រាបហើយក៏ជួយសេដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ចេះភាសាបរទេសមួយនេះដល់យើងខ្ញុំរៀបចំជាវីដេអូរៀនតាមសិភើឥឡូវយើងដល់ទំព័រ 57 គេយើងនឹងជាងពាក្យកណ្ដាលទំព័រឲ្យមេរៀនទី 8 ទាំងអស់យើងមានដល់ 2 មេរៀនយើងនឹងជិតគេនឹងជាប់សិភើយើងមកក្បាលដែរ សូមខមមិនបើសិនបើមានចម្ងល់ជាពិសេសប្រសិនបើខ្ញុំមានកំហុសដែលចេតនាណាមួយអាចជួយខមមិនប្រាប់ផងដើម្បីនឹងកែតម្រូវនៅពេលក្រោយអរគុណសូមជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សា